For takeoff and landing, please ensure that your seat back is in upright position. Fasten your seatbelt, open your window sheets, your tray table, footrest, personal monitor, and your personal items are stowed. Vì an toàn của chính mình, đề nghị quý khách cài dây an toàn trong suốt chuyến bay. Dây an toàn của quý khách được cài như sau: siết chặt bằng cách kéo một đầu dây và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Tiếp viên chúng tôi sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em và dây an toàn nối dài cho quý khách trong trường hợp cần thiết. Your seatbelt is fastened like this. It is tightened by pulling the strap, then unfastened by lifting the buckle. Seatbelt for infants and extensions are available if required. Please ask your cabin crew. Trong trường hợp mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh, quý khách giữ nguyên vị trí của mình, kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng, thở bình thường, choàng dây qua đầu và siết chặt dây giữ mặt nạ. Quý khách đeo mặt nạ cho mình trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. Oxygen masks and cabin and toilets will drop automatically from the ceiling if they are needed. Please remain in your seat. Reach up and firmly pull the mask down to activate the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally while securing the elastic band around your head. Only when your mask is secure should you assist children or fellow passengers. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên hoặc không phải trường hợp khẩn cấp. You are requested not to open the aircraft door without cabin attendant's requirements or not in case of emergency. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng, dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm. In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exit. Trong khoang hành khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa ở phía trước, 4 cửa ở giữa và 2 cửa ở phía sau. In the cabin there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle, 2 at the rear. Mong quý khách mất chút thời gian để xác định cửa thoát hiểm gần nhất. Xin lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. Please take a few moments to locate your nearest exit. In some cases your nearest exit may be behind you. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi, mặc choàng qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch, put it over your head and secure the tapes firmly around your waist. Không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng van. Do not inflate it while you are inside the aircraft. The life jacket must only be inflated by pulling down sharply the red tag when you are at the exit. It can also be manually inflated by blowing air into the two mouthpieces. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Special life jacket for small children is available on board the aircraft. Do not remove the life jacket from its location without cabin crew's requirements. Để hiểu rõ hơn, xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ bảng hướng dẫn an toàn được cài đặt trong túi ghế. Please take a look at the safety instruction card located in your seat pocket for more details. Chân thành cảm ơn sự chú ý và chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Thank you very much for your attention and we wish you a pleasant flight. Suối Ngô
độc nhất, sáng tinh, tinh hoa, được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality. The Valley Movies, kiệt tác vượt thời gian, sản phẩm bất động sản cao cấp nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh. VN660 khởi hành từ Singapore tới Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Nội Bài dự định là 3 giờ. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, the member SkyTeam Alliance, Captain Trần Việt Dũng, Purser Mạnh Cường, and all crew members SkyTeam, welcome you on board our Airbus A321 flight number VN660 from Singapore to Hanoi. Our estimated flight time to Nội Bài International Airport around 3 hours. Thank you and enjoy your flight. Cabin crew check cabin galley for takeoff.